Nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, tác động có thể sẽ rất sâu rộng đối với Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế và quan hệ quốc tế. Bài phân tích từ các chuyên gia Mỹ dưới đây sẽ xem xét các kịch bản tiềm năng về tác động của chính sách thương mại, đầu tư, địa chính trị và các yếu tố kinh tế có thể ảnh hưởng tới Việt Nam. Liệu các dự báo đó có tỷ lệ đúng nhiều không? Xin mời các bạn cùng theo dõi video và cho ý kiến bình luận nhé! 1. Chính sách thương mại và áp lực thuế quan. Trong nhiệm kỳ trước đó, 2017-2021, ông Trump đã thực hiện các chính sách thương mại cứng rắn và đôi lúc không khoan nhượng với các nước có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, bao gồm Việt Nam. Ông đã nhiều lần công khai chỉ trích Việt Nam vì thặng dư thương mại lớn và thậm chí cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ để hỗ trợ xuất khẩu. Chính sách thương mại bảo hộ và việc áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ các nước này có thể được tiếp tục nếu ông Trump trở lại. Với một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, Việt Nam có thể đối mặt với những rủi ro lớn nếu Mỹ quyết định tăng thuế nhập khẩu với các sản phẩm chủ lực như dệt may, điện tử và giày dép. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, điều này sẽ dẫn đến tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh trên thị trường Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cụ thể, các chuyên gia dự báo rằng việc Mỹ áp dụng thuế quan toàn diện có thể làm GDP của Việt Nam giảm khoảng 0,3%, 0,4% trong giai đoạn 2026-2027. Hai, tác động đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI. Nếu ông Trump thắng cử, một trong những chính sách trọng tâm có thể là thúc đẩy sản xuất trong nước và giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Điều này sẽ khuyến khích các công ty Mỹ di dời cơ sở sản xuất trở về nước, thay vì đầu tư vào các nước như Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam là một điểm đến FDI quan trọng, thu hút nhiều nhà sản xuất quốc tế nhờ vào chi phí lao động thấp và chuỗi cung ứng ổn định. Tuy nhiên, chính sách ế nước Mỹ trên hết kề của ông Trump có thể làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư Mỹ, đặc biệt là trong các ngành sản xuất công nghệ cao, khi các công ty này sẽ nhận được ưu đãi để đầu tư ngay trong nước. 3. Thị trường tài chính và chứng khoán Việt Nam. Những tác động của chính sách kinh tế của ông Trump cũng có thể lan tỏa đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Lịch sử cho thấy sự bất ổn trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và các đối tác có thể gây ra những đợt sụt giảm trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Nếu chính sách thuế quan của ông Trump dẫn đến căng thẳng thương mại, các chỉ số chứng khoán của Mỹ có thể sụt giảm, kéo theo sự suy yếu của thị trường Việt Nam, vốn có mối tương quan nhất định với thị trường toàn cầu. Mối đe dọa tăng thuế nhập khẩu có thể ảnh hưởng đến các công ty xuất khẩu lớn tại Việt Nam và khiến cho nhà đầu tư quốc tế trở nên e dè khi đầu tư vào thị trường Việt Nam. Đồng thời, việc hạn chế tiếp cận thị trường Mỹ có thể làm giảm doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn, dẫn đến giảm giá cổ phiếu và ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. 4. Tác động địa chính trị. Trung có cách tiếp cận địa chính trị rất riêng biệt, đôi khi thay đổi nhanh chóng và không dễ dự đoán. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Trung có thể gia tăng áp lực lên Trung Quốc về nhiều mặt, bao gồm cả vấn đề thương mại và quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đối với Việt Nam, điều này có thể mang đến cả cơ hội lẫn thách thức. Việt Nam có thể tận dụng sự xung đột Mỹ, Trung để thu hút thêm đầu tư từ các doanh nghiệp muốn chuyển dịch khỏi Trung Quốc, như đã từng xảy ra trong nhiệm kỳ đầu của Trung. Tuy nhiên, nếu căng thẳng leo thang thành xung đột quân sự hoặc đẩy các nước vào thế hay chọn phe, Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì chính sách ngoại giao cân bằng giữa hai cường quốc này. Hơn nữa, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cần phải đối mặt với nguy cơ không thể đoán trước trong chính sách của ông Trung với các đồng minh và đối tác chiến lược. Nếu Trung tiếp tục hướng tới chiến lược đàm phán song phương và yêu cầu các nước đóng góp tài chính nhiều hơn cho quốc phòng, Việt Nam sẽ phải điều chỉnh chính sách của mình để phù hợp với những thay đổi này. 5. Khả năng thích ứng và điều chỉnh của Việt Nam. Đứng trước những thách thức từ chính sách của ông Trung, Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt hơn để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và giảm phụ thuộc vào Mỹ. Đẩy mạnh quan hệ thương mại với các thị trường khác như EU, Nhật Bản và ASEAN có thể giúp giảm bớt áp lực từ các chính sách bảo hộ của Mỹ. Các hiệp định thương mại tự do như CPTPP và EVFTA sẽ là cơ hội để Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh trên toàn cầu. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có thể thúc đẩy cải cách trong nước để thu hút đầu tư từ các quốc gia khác ngoài Mỹ. Chính phủ Việt Nam có thể cải thiện môi trường đầu tư thông qua các chính sách minh bạch, giảm bớt các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm và công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam thích ứng tốt hơn với những thay đổi trong thị trường quốc tế. Kết luận: nếu ông Trump trở lại ghế Tổng thống Mỹ, Việt Nam có thể gặp phải nhiều thách thức, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.
Sự cứng rắn trong chính sách của ông Trung có thể gây áp lực lên các nhà xuất khẩu Việt Nam và làm giảm sức cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có thể tận dụng cơ hội từ căng thẳng Mỹ-Trung để thu hút thêm đầu tư, miễn là biết cách điều chỉnh chính sách linh hoạt và duy trì quan hệ hợp tác cân bằng với các cường quốc lớn. Việc đa dạng hóa thị trường, tăng cường cải cách nội bộ và tận dụng các hiệp định thương mại tự do sẽ là chiến lược cần thiết giúp Việt Nam vượt qua các thách thức trong tương lai. Các bạn có đồng ý với bài phân tích trên từ các chuyên gia Mỹ không? Hãy để lại ý kiến bình luận nhé! Các bạn có muốn tham khảo kịch bản nếu bà Kamala Harris, đối thủ của Donald Trump giành chiến thắng không? Các bạn hãy bình luận cho ý kiến nhé! Cảm ơn các bạn! Xin chào và hẹn gặp lại!